Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Cả Nhi và hôm nay là mình sẽ làm một cái clip là về ăn uống. Nói chung thì clip này là cũng là cảm ơn là 10.000 bạn đăng ký cho cái kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn rất là đặc biệt. Các bạn hãy nhớ theo dõi Nhi từ đầu clip đến cuối nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì làm món ăn thôi nha. Đó là mình sẽ đi chặt cái cây chuối để khi mà mình để một cái con gà lên cái cây chuối kiểu cho nó ăn, cho nó nhìn nó dân dã, nhìn nó quê hương các bạn. Mọi người có thấy không, ở trên đây là có một cái bắp chuối. Thấy chưa? Mọi người thấy một cái bắp chuối chưa? Đây hình như là mình thấy là cái lá này. Hy vọng là chủ nhà. Ok. Ok, bây giờ là sẽ vô trọng lấy cái con gà luộc của mình. Thì mình đã luộc ở trong trọng rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây và ăn. Okay, đây là mọi người. Đây là tôi luộc được nửa con rồi này. Bây giờ là tôi sẽ xoay lại con gà này là được 1 ký mốt mọi người. Trời ơi, một mình tôi mà ăn nhiêu đây hả? Trời ơi, nhìn cái bụi đó mọi người ơi. Chưa, ngon chưa? Ok, đây là chén muối thần thánh của tôi nè. Bây giờ mọi người thấy không, biết bao nhiêu trái quả ớt ở trong đây nè. Đây, nó quay mà tôi không thấy cái mặt của tôi luôn á. Đó, rồi cái này xong mình sẽ chế thêm một miếng chanh vô thì quá là hoàn hảo rồi. Gì? Mình chỉ đang bắt đầu thôi là cũng sao rồi, để cho em mình đâm. Đấy. Gì? À, không. Tứ, ủa? Ok, đây nè. Chua. Ok, giờ mình sẽ đổ ra trong cái dĩa này. Trời ơi, má ơi. Thôi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì đây là cái con gà này. Chưa, cái con gà của mình, con gà này hình như là 1 ký 2. Đó, đây là mình mới luộc xong. Và cái thức ăn mà cái món chấm mình chuẩn bị đây là cái muối ớt chanh. Đây là muối ớt tắc chứ. Ok, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Nói chung hôm nay là mình làm một thức ăn này. Cũng cảm ơn 10.000 bạn đã đăng ký kênh của mình. Ok, mình sẽ mời các bạn với các bạn nhìn mở dầu này với cái phần nước luộc hồi nãy mình mới. Trời ơi, mấy nó mềm. Trời ơi, nó mềm. Trời ơi, nó mềm. Ok, em ăn da gà hả? Đây. Không nói gì giờ. Đây. Trời ơi, má ơi, nó mềm nè mọi người. Trời ơi má, nhìn nè cái da gà này nè. Cho em nè. Đây, để cho lấy phần cắm cái phần da này. Ôi. Này, cầm đi. Nó vô đây cho các bạn thấy nữa cái gì mà cứ lén lén lúc lúc vậy trời. Nè, nó thích ăn da gà mọi người. Mình để cho thằng em của mình nó ăn. Nhanh tùm lum. Cái nào bắt đầu nhanh tùm lum. Cái đó kiểu là cái nước mình luộc nó còn dư lại á. Trời ơi, má ơi, mày không ngờ là nó lại luộc chín mà nó rụt vô luôn á. Ok, đây là nước chấm và rau củ, đây là chuẩn bị là rau sạn lắp với dưa leo. Ok. Cái này mệt luôn. Nè, ngồi cao cao lên. Đây, chấm thì nhìn ơ, chín không? Chín, trời ơi, mấy nó rụt vậy luôn mà. Nè. Nó rụt vậy á, không phải đâu, không sao đâu, không sao đâu. Rồi. Bỏ vô bẹp mẹ giùm chị cái nha, rồi. Đây, mời mọi người ăn với mình nha. Cái tiếng gì vậy? Trời ơi, chua quá. Cái này kiểu mình luộc nó vừa tới luôn hay sao mọi người? Trời ơi, mọi người nhìn cái thịt của nó nè. Trời ơi, kiểu là mình xé miếng nào là nó rớt ra miếng đó luôn á. Nè, đúng không luôn mọi người ơi. Đây, mời mọi người ăn nha. Trên đây nè, trên đây nè. Không, lúc này nè. Mọi người làm cái nước chấm này là mọi người phải bỏ thêm một chút xíu đường cho nó đừng có nặng quá. Ngon không? Mà sai quá. Sai hả? Hồi nãy hình như là mình đâm như là mùi mấy chớ là nó hơi rất là cay. Mm-hmm.
hoạch đó mọi người. Hình như trời ơi, đây. Ừ, chấm miếng đây. Mình tính nói cái gì mình quên rồi ta? À đúng rồi. Cái gì vậy Phúc? Diễn ngỡ cười. Quay luôn. Nó nhả xương à. Ăn mà nó ngại ngù mọi người ơi. Nóng quá à. Nóng gì nãy giờ nguội rồi. Bây giờ mình để nắng lắm. Ê cái lá chút. Cái này mình luộc rồi. Tầm cỡ bao nhiêu phút ra? 10 phút. Nó gục kinh khủng khiếp luôn. Trời ơi. Được, để cái phần cái mình muối con gà này nè mọi người là với giá 89.000. Thật sự là mình tưởng là nó 100 mấy lần. Tại vì ở Sài Gòn á đa số nó bán là 100 mấy hết, mà khi mà về quê mà đâu biết là giá là 100 mấy đâu. Con này là 1.2. Mình nói gì nữa ăn chay mà nóng hay quạo wow. Thường má nó đổ mồ hôi. Nắng nó vô rồi. Đã trúng mưa. Trời ơi. Ngon. Nắng vừa ngon. Ừ, vừa nha. Mọi người phải thấy cái cảnh camera man nó quay. Mọi người phải thấy được cái cảnh này. Hết bỏ hết nguyên nguyên đó. Mình xé cái phần khác. Phần này mới xé. Ui. Cái phần này là auto thạch nè mọi người. Auto thạch nha. Má ơi. Các bạn mà kiểu mà muốn mình làm một cái clip vlog nào két kiểu là về ăn uống, mọi người cứ là bình luận bên dưới. Mình sẽ kêu mọi thời gian rảnh thì mình sẽ làm theo yêu cầu của mọi người nha. Nói chung là tới giờ là khi mà bước tới YouTube á là không bao giờ mà mình nghĩ là mình sẽ có ngày đạt được là 10.000 ca sub. Nên là bây giờ thì cũng đã đạt được rồi. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bài luôn. Hồi lúc trước nhiều đã đạt được 10.000 ca sub. Không, 10.000 ca sub là ở bên cái vlog. Vlog nhưng mà khi mà làm lại ở bên game á thì đã là được 10 ca sub. Đầu tiên, về game. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Không là bữa ăn hôm nay là ăn mừng 10.000 ca sub mọi người ạ. Cái này là cái mề. Cái lúc đầu là cái mề này là nó bự kinh khủng luôn. Là tự nhiên nó luộc xong nó không có chất ép à. Lúc mà trước khi mà luộc cái mề này lên là nó cỡ gấp, muốn là nó muốn gấp 2.5 cái này á mọi người. Bây giờ nó teo rồi còn có một cái chất ép à. Cái canh lúc cái chén hút hết thịt luôn á. Mềm. Nó rụt kinh khủng luôn. À. Nè. Mọi người nhìn mình xé cái phần này ra. Ra ra nè. Mọi người thấy cái xương luôn không? Mình rút ra một cái là xương không. Xương nó rút ra hết luôn. Ngon không? Chứ thấy ngồi xong nó mỏi mỏi. Nó quá mặn ha. Cái này là mình phải đổi một tí lực đường nữa thì nó sẽ vừa. Má ơi, lần một đây là cái món mà gà luộc vậy luôn á. Luôn rình. Ăn cái này em tưởng tượng nha, giống như là cái gì đó. Cái gì? Câu vậy. Hết giờ rau đang rau câu. Ăn gà mà tưởng tượng rau câu hả Phúc? Biết cái gì tới gì không? Thấy con gà. Con gà. Tới cháo gỏi. Cháo thì cháo mà để thôi nắng lên rồi. Không ổn rồi. Sai hả? Phải đi uống nước.
thường thường là 4 giờ chiều mỗi ngày là mình đều like cả. Nhưng mà nếu như mà kiểu mà sáng đấy hoặc là con những ngày nghỉ lễ hoặc là cái khung giờ mà mình rảnh hơn nữa thì có thể là một ngày đó thì mình sẽ like 2 buổi và mình sẽ đều thông báo cho các bạn nữa. Và mỗi cái lịch like á là mình sẽ mỗi cái giờ like là mình sẽ có một cái kết cho mọi người chơi là có tặng con cưng luôn. Nên là mọi người hãy nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha. Nhưng là hôm nay là làm cái món ăn này là cũng cảm ơn 10.000 bạn là đã đăng ký cho kênh của mình. Và chắc chắn là sẽ còn nhiều cái món ăn nữa. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là ủng hộ và đăng ký kênh mình nha. Cái gì con gái vậy? Thì Nhi nhưng là chắc ăn không nổi nguyên cái này thôi, chứ để chiều để kho lại ăn. Ok, thì chung là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mình nha mọi người. Và cái gì đó không biết. Nhưng cảm ơn 10.000 bạn đã đăng ký cái kênh YouTube của mình. Và nếu các bạn muốn mình làm một cái vlog nào hay là một cái gọi là cái chủ đề về game cho cái thứ thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới video nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye mọi người.